Ở ngày 17 tháng 1 tại công viên Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, lễ hội hoa xuân Sa Đéc 2022 với chủ đề Sa Đéc vào xuân đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Được biết lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022 với các hoạt động như hội thi và trưng bày sinh vật cảnh, lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiển Sa Đéc, lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề làm bột Sa Đéc, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ không gian trưng bày thương mại sản phẩm đặc trưng Đồng Tháp, liên hoan các nhóm nhảy thanh niên, hội thi cắm hoa và trưng bày trái cây ngày Tết, trưng bày giới thiệu ảnh nghệ thuật về hoa Sa Đéc. Từ năm 2013 đến nay, lễ hội Hoa Xuân được Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc duy trì tổ chức hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây sẽ là một chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn mang đặc trưng của vùng đất, con người, văn hóa Đồng Tháp nói chung và Sa Đéc nói riêng và là tiền đề để thành phố hướng đến tổ chức festival hoa trong những năm tới.